Xin chào các em, thầy tên Nguyễn Phúc Hậu, là giáo viên trường tiểu học Lê Thánh Tôn, quận 4. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt hôm nay. Các em cần lưu ý khi học online: chọn chỗ ngồi học yên tĩnh và đầy đủ ánh sáng, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ, tập trung lắng nghe, chú ý vào bài học. Các yêu cầu cần đạt sau khi kết thúc tiết học: viết đúng chữ hoa, á, ớ và câu ứng dụng, lập được thời gian biểu một buổi trong ngày, trang trí được thời gian biểu của mình. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần viết chữ hoa, á, ớ. Các em lưu ý về tư thế khi ngồi viết: một tay cầm viết, một tay giữ trang vở, thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí, khoảng cách từ mắt đến vở từ 25 đến 30 cm. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách viết chữ hoa, á, ớ. Các em cùng quan sát lên màn hình. Bên trái của thầy là chữ hoa á, bên phải của thầy là chữ hoa ớ. Chiều cao của chữ hoa á và ớ là 2.5 ô, độ rộng là gần bằng 3 ô. Chữ hoa á gồm các nét: nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượng và dấu mũ ngược. Tương tự như thế, các em quan sát chữ hoa ớ gồm các nét: nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượng và dấu mũ. Về cơ bản thì hai chữ này chúng ta viết tương đối giống nhau. Tuy nhiên, các em cũng nhìn ra được điểm khác nhau, đó là đối với chữ hoa á có dấu mũ cong như hình mặt trăng khuyết, còn đối với chữ hoa ớ phía trên có dấu mũ giống cái nón. Đó là điểm khác nhau cơ bản giữa chữ hoa á và ớ. Bây giờ các em cùng quan sát cách viết chữ hoa á. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn vòng khi đến điểm dừng trên đường kẻ dọc 3, không nhấc bút, viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới đường kẻ ngang 2 và trước đường kẻ dọc 4. Lia bút đến phía trên đường kẻ ngang 2, viết nét lượn, cắt ngang hai nét móc ngược và dừng bút bên trái đường kẻ dọc 4 giữa đường kẻ ngang 2 và 3. Cuối cùng, lia bút đến đường kẻ ngang 4, viết nét lượn võng và dừng bút bên phải đường kẻ dọc 3. Cách viết chữ hoa ớ tương tự như chữ hoa á, các em cùng quan sát. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn vòng khi đến điểm dừng trên đường kẻ dọc 3. Không nhấc bút, viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới đường kẻ ngang 2 và trước đường kẻ dọc 4. Lia bút đến phía trên đường kẻ ngang 2, viết nét lượn, cắt ngang hai nét móc ngược và dừng bút bên trái đường kẻ dọc 4 giữa đường kẻ ngang 2 và 3. Cuối cùng, lia bút đến dưới đường kẻ ngang 4, viết nét xiên phải, không nhấc bút, viết liền mạch nét xiên trái và dừng bút dưới đường kẻ ngang 4 bên phải đường kẻ dọc 3. Khi viết, các em chú ý khoảng cách giữa chữ hoa a và dấu á ớ không được dính vào nhau. Như vậy, thầy vừa hướng dẫn cho các bạn cách viết chữ hoa á ớ cỡ nhỏ. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu ứng dụng ăn chậm nhai kỹ. Câu này muốn khuyên chúng ta cần ăn uống một cách cẩn thận, không nên ăn quá nhanh, dễ bị nghẹn, phải nhai kỹ thức ăn để có thể tiêu hóa một cách tốt nhất. Ngoài ra, nó còn rèn cho chúng ta tính kiên nhẫn, không vội vàng trong mọi việc. Các em quan sát
Vì sao tiếng Ăn được viết hoa chữ Á? Vì tiếng Ăn nằm ở đầu câu nên phải viết hoa chữ Á. Các em nhớ nhé. Chữ nào có cùng chiều cao với chữ hoa Á? Đó chính là chữ H và chữ K. Những chữ còn lại cao một ô ly. Các em quan sát cách đặt dấu thanh. Dấu nặng đặt dưới chữ Ớ, dấu ngã đặt trên chữ Y. Các tiếng viết cách nhau bằng một con chữ O. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết tiếng Ăn. Các em viết nét 1 và nét 2 của con chữ Á, rồi nối liền với chữ N, dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và 2. Các em lưu ý nối liền mạch, không nhấc bút khi viết từ chữ Á sang chữ N. Tiếp theo, viết nét lượng ngang, cuối cùng ta đặt dấu mũ trên đỉnh đầu chữ hoa A. Sau khi kết thúc tiết học, các em mở vở tập viết lớp 2, tập 1, trang 3, tô và viết cho thầy 2 dòng chữ hoa Á, 2 dòng chữ hoa Ớ, 2 dòng tiếng Ăn và tô và viết cho thầy 3 dòng câu ứng dụng ăn chậm, nhai kỹ. Các em hãy cố gắng tập viết, nắn nót, rèn luyện nhiều hơn vì nét chữ là nét người, thầy tin các em sẽ thực hiện tốt. Chúng ta cùng đến với phần viết thời gian biểu. Việc lập thời gian biểu là rất cần thiết cho mọi người. Nó giúp chúng ta có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt phù hợp hơn, khoa học hơn. Đây là thời gian biểu của bạn Đình Anh. Buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ. Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng. Từ 7:30 đến 10:30 học ở trường. Thứ bảy, chủ nhật tham gia câu lạc bộ bóng đá. Buổi trưa từ 11:00 đến 12:00 ăn trưa. Từ 12:00 đến 13:30 nghỉ trưa. Buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 học ở trường. Từ 16:30 đến 17:30 chơi đá bóng. Thứ bảy chủ nhật vẽ tranh. 17:30 đến 18:00 vệ sinh cá nhân. Buổi tối từ 18:00 đến 20:00 ăn tối, chơi với em, giúp mẹ việc nhà. Từ 20:00 đến 20:30 xem chương trình bóng đá hoặc đọc sách. 21:00 đi ngủ. Bạn Đình Anh lập thời gian biểu cho những buổi nào trong ngày? Đó chính là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Mỗi cột trong thời gian biểu viết về nội dung gì? Bên tay trái của thầy là cột thời gian, bên tay phải của thầy là cột công việc. Công việc của bạn có thể như vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, tham gia thể thao, vẽ tranh, chơi với em, giúp mẹ việc nhà, xem chương trình bóng đá. Bên cạnh thời gian biểu của bạn Đình Anh, thầy cũng có thời gian biểu của bạn Hà, cũng rất hợp lý và khoa học. Thầy và các em cùng xem nhé. Bạn cũng có bên tay trái là thời gian, bên tay phải công việc. Buổi tối từ 18:00 đến 19:00 ăn tối cùng gia đình, rửa chén. Từ 19:00 đến 20:00 học bài. Từ 20:00 đến 21:00 xem tivi. Từ 21:00 đi ngủ. Như vậy chúng ta đã xem thời gian biểu của bạn Hà và bạn Đình Anh
Bây giờ các em hãy viết thời gian biểu một buổi trong ngày của mình. Thầy có thời gian biểu một buổi trong ngày, các em có thể xem và tham khảo. Bây giờ các em hãy bấm nút dừng để thực hiện bài tập. Chúng ta cùng đến với trò chơi họa sĩ nhí. Nhiệm vụ của các em là trang trí và tô màu cho thời gian biểu của mình. Thầy cũng có một số mẫu thời gian biểu đã trang trí để các em xem và tham khảo. Sau khi hết tiết học, các em hãy trang trí thời gian biểu của mình tiếp tục. Các em đã lập được thời gian biểu thì các em hãy cố gắng thực hiện và làm chủ bản thân, rèn luyện cho mình tính cẩn thận, chăm chỉ và đặc biệt là phải biết quý trọng thời gian và sắp xếp thời gian trong ngày, trong tuần hợp lý. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em, hẹn gặp các em trong các tiết học sau.